Xin chào các bạn, mình là Nguyên. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyên Yoga. Yoga dành cho các bạn mới và người bận rộn. Trong video này, Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập yoga dài khoảng 60 phút, giúp các bạn ép dẻo toàn thân, kéo giãn toàn thân, giúp các bạn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng hơn. Nguyên chỉ có một cái lưu ý nhỏ là khi các bạn tập, các bạn hãy lưu ý phần dây chằng chân ở dưới gối của các bạn. Một số động tác nó sẽ ép giãn cái phần dây chằng đó khá nhiều, thì với các bạn nào đang bị đau gối, bị chấn thương dây chằng, hoặc các bạn cảm thấy đau quá khi mình tập, thì các bạn hãy làm nhẹ lại, hoặc các bạn có thể sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như Nguyên hướng dẫn trong bài tập. Ngoài ra thì với các bạn nào bị thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa đốt sống lưng, thì các động tác gập người về phía trước thì các bạn hãy tập cẩn thận nhé. Đừng gập người sâu và đừng để vùng bị đau vùng thắt lưng. Bài tập này thì nó phù hợp với tất cả các bạn. Thì hãy chọn các lựa chọn và tập theo sức của mình. Bây giờ thì trải thảm và tập luyện cùng Nguyên nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập bằng bài thiền ha. Các bạn hãy ngồi trong tư thế thoải mái này, hai tay đặt lên hai chân của mình mà giữ cho cột sống lưng thẳng. Với các bạn nào mà khi các bạn ngồi thiền các bạn cảm thấy hơi mỏi chân và vùng thắt lưng, thì ngoài ra các bạn có thể ngồi lên cái gối êm, hoặc các bạn có thể lấy một cục gạch ở yoga để các bạn ngồi lên nếu như bạn cảm thấy mỏi chân ha. Còn nếu mình thấy thoải mái thì mình cứ giữ như vậy. Các bạn chọn thế để ngồi cảm thấy thoải mái, không cần phải ngồi giống như Nguyên nhé. Rồi hai tay đặt lên hai chân, chỉnh cho cột sống lưng và cổ ở tư thế thẳng đứng này. Mở nhẹ hai vai và ngực của mình, chậm rãi nhắm mắt lại và mình hít thở đều ở đây. Thả lỏng cơ thể của mình. Thả lỏng khuôn mặt của chúng ta. Thả lỏng tâm trí của mình. Từ từ mình sẽ đưa sự tập trung về vùng mũi, chọn một điểm ở dưới mũi, cửa mũi hay trong vành mũi, và chúng ta sẽ quan sát sự chạm của hơi thở trên vùng da của mình, quan sát hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Nếu như bạn không cảm nhận được hơi thở của mình, chúng ta có thể hít vào và thở mạnh ra trong một vài nhịp thở. Sau khi cảm nhận được hơi thở, hãy quay trở lại với hơi thở tự nhiên của mình. Tiếp tục quan sát hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Với từng nhịp thở vào và từng hơi thở ra, hãy nhẹ nhàng thư giãn tâm trí của mình. Hãy để cho cơ thể của mình và bản thân của chúng ta được ngồi ở đây ngay lúc này, được quan sát hơi thở và thư giãn tâm trí của mình. Tiếp tục hít sâu và thở chậm. Nhẹ nhàng chúng ta đặt tay phải lên trên vùng bụng của mình. Hít sâu và thở chậm, cảm nhận hơi thở của mình. Hít sâu. Thở chậm. Với từng nhịp thở, hãy thả lỏng và thư giãn cơ thể cũng như là tâm trí của bạn.
Hít sâu và thở chậm. Hít sâu và thở chậm. Rồi chúng ta thả lỏng tay của mình. Sau đó nhẹ nhàng mình sẽ mở mắt. Ok, rồi bây giờ mình đang hai tay lại, chúng ta khởi động chậm rãi cổ tay của mình ha. Có một vài động tác chống tay nên các bạn nên khởi động trước khi mình vào bài chính nhé. Hít thở đều ở đây này. 4 3 2 1. Ngược lại. 5 4 3 2 1. Rồi thả lỏng. Chúng ta đặt tay trái sang này. Đưa tay phải lên vùng đầu bên trái, kéo nhẹ đầu sang bên phải. Chúng ta kéo giãn cổ và thả lỏng tay vai của mình. 5. Hít thở đều. 4. 3. 2. Và 1. Thả lỏng đổi bên. Tay trái đặt lên vùng đầu bên phải, kéo nhẹ đầu sang bên trái. Kéo giãn cổ và thả lỏng tay vai của mình. 5. 4. 3. 2. 1. Rồi, hai tay đặt ở dưới cằm, tay cổ về phía sau. Hít thở đều. 5. 4. 3. 2. 1. Hai tay đặt ở sau đầu, lưng thẳng. Chúng ta kéo gập đầu nhẹ nhàng về phía trước. Hít thở đều. 5. 4. 3. 2. 1. Thả lỏng. Xoay tròn cổ nhẹ nhàng từ trái sang phải. Xoay chậm rãi. Và hít thở đều đây. 5. 4. 3. 2. 1. Ngược lại. Hít thở đều. 5. 4. 3. 2. 1. Rồi, chúng ta thả lỏng đi. Bây giờ các bạn ngồi thoải mái ha, lưng thẳng. Hít vào mình vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên trên, vươn hai tay lên. Thở ra mình thả lỏng, xoay vặn người sang bên phải nè. Tay phải các bạn nhấn ở dưới thảm, tay trái mình nhấn bên ngoài đùi và vặn xoắn sang bên phải về phía sau. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay quay trở lại giữa này. Thở ra vặn người sang bên trái, nhấn hai tay vặn xoắn. Tay phải nhấn đùi, tay trái nhấn thảm. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra vặn người sang phải. Hít vào, vươn hai tay lên. Thả ra vặn người sang trái. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, thả lỏng hai tay sang hai bên. Tiếp tục hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, nghiêng người sang phải. Các bạn chống tay phải xuống, vươn tay trái qua đầu, kéo căng hết lưng trái của mình. Mình giữ đùi và mông ở trên đất, không nhấc đuôi vào mông ha. Hít vào, về lại giữa, hai tay song song mặt thảm. Thở ra, nghiêng người sang trái, chống tay trái, vươn tay phải qua đầu. Hít vào, về lại giữa. Thở ra, nghiêng người sang phải và vươn tay trái. Hít vào, về lại giữa. Thở ra, nghiêng người sang trái, vươn kéo căng hết lưng phải. Hít vào, về lại giữa lần cuối. Thở ra, nghiêng người sang phải, vươn kéo căng hết lưng trái. Và giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1. Hít vào, về lại giữa. Thở ra, nghiêng người sang trái, vươn kéo căng hết lưng phải của mình. 5 4 3
2 3 1 Ok, và về lại giữa. Thở ra, thả lỏng hai tay của mình. Rồi, bây giờ mình đang hai lòng bàn chân lại với nhau. Hai tay chúng ta đang ở dưới, đang với nhau và để dưới hai chân, lưng thẳng, mình nhịp hai đầu gối lên xuống, mình khởi động khớp hông ở hai bên ha. Hít thở đều ở đây. Với các bạn nào mà khớp hông cứng, các bạn cảm thấy các bạn không có di chuyển được gối đi lên đi xuống thì cũng không sao hết, các bạn cứ ngồi và ôm chân ở tư thế này, cố gắng hạn chế gù lưng nhé, cố gắng mình giữ cho lưng thẳng lên một xíu ha. 3 Hít thở đều. 2 và 1 Thả lỏng. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ duỗi thẳng chân phải về phía trước. Mình áp lòng bàn chân trái vào đùi trong của chân phải ha. Giữ cho cổ xúc lưng thẳng này. Rồi, hít vào các bạn vươn hai tay lên, vươn dài cổ xúc lưng lên trên. Thở ra nhẹ nhàng, mình xoay vặn người sang bên trái này. Tay phải này, nhấn đùi vặn xoắn về phía sau. Hít vào vươn hai tay lên, vươn dài cổ xúc lưng lên. Giữ cho cổ xúc lưng thẳng, thở ra vươn gập dài người về phía trước. Rồi các bạn cố gắng là mình không có đừng để bị đau thắt lưng ha. Nếu mình cảm thấy không gặp được sâu thì giữ ở trên thôi nhé. Hít vào vươn hai tay lên, vươn dài cổ xuống lưng lên. Thở ra nhẹ nhàng, xoay vặn người sang phải, mình nhấn hai tay và vặn về phía sau. Tiếp tục hít vào vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cổ xuống lưng lên trên. Thở ra gập dài người về phía trước. Nếu không gặp được sâu thì các bạn giữ ở trên. Còn với các bạn nào cảm thấy thoải mái thì mình gập hết người về phía trước. Rồi chúng ta giữ ở đây, hít thở đều. Bạn nào cảm thấy đau thắt lưng, gù lưng thì các bạn giữ lưng thẳng ở trên giúp Nguyên nhé. Đừng cố gắng gù và gập sâu nếu bạn thấy đau lưng. Còn các bạn nào cảm thấy thoải mái, các bạn cứ gập hết người về phía trước. Thả lỏng nhẹ hai vai của mình ra một xíu. Rồi, chúng ta giữ ở đây. Ngoài ra với các bạn nào mà dây chằng chân cứng, người hơi cứng và bị gù lưng, nếu các bạn có một cái áo, một cái khăn hoặc một cái dây yoga thì các bạn có thể mắc vào chân và giữ cho lưng thẳng ở đây, kéo người về phía chân của mình. Đây cũng là một lựa chọn dành cho các bạn nào dây chằng chân cứng ha. Rồi, đó là Nguyên hướng dẫn nhé. Rồi mình giữ ở đây, tiếp tục hít thở đều. 3 2 1 Hít vào vươn hai tay lên, thở ra thả lỏng hai tay của mình. Rồi đổi bên đi, mình duỗi thẳng chân trái về phía trước, áp lòng bàn chân phải vào đùi trong của chân trái. Giữ cho cột sống lưng thẳng. Hít vào vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên. Thở ra vặn người sang phải, nhấn hai tay chúng ta vặn xoắn về phía sau. Hít vào vươn hai tay lên, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình. Thở ra gập dài người về phía trước, lưng thẳng. Các bạn sẽ cảm nhận dây chằng chân trái ở dưới gối của mình được ép căng. Hít vào vươn hai tay lên. Thở ra nhẹ nhàng vặn người sang bên trái, nhấn hai tay vặn xoắn. Tiếp tục hít vào vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình. Thở ra gập dài người về phía trước. Rồi mình giữ ở đây, hít thở đều. Bạn nào đau hay gù lưng thì giữ ở trên. Các bạn nào gặp được người sau, các bạn cứ gặp hết người về phía trước. Nếu mình cảm thấy người hơi cứng và muốn sử dụng hỗ trợ thì mình móc chân, móc dây, khăn hoặc áo vào chân và kéo gặp người ha. Rồi giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Rồi chậm rãi hít vào, vươn hai tay lên này. Thở ra, thả lỏng hai tay của mình. Ok, rồi bây giờ mình sẽ co đầu gối. Chúng ta sẽ đưa người về phía trước. Rồi chúng ta sẽ lên tư thế chiếc bàn ha. Hai đầu gối mở bằng hai vai. Mở nhẹ cái đầu ngón tay, các bạn bám chắc tay trên mặt thảm này. Rồi, nhẹ nhàng hít vào, mình sẽ ưỡn nhẹ ngực bụng hướng xuống phía dưới. Mình nâng cằm ngước nhìn lên, đây là tư thế con bò ha, tư thế cow pose. Thở
thở ra cuộn tròn, cuộn xuống lưng lên trên, rút cao hết ngực cong lưng lên trên, thu cằm về phía ngực của mình. Đây là tư thế con mèo, cat pose. Hít vào ưỡn nhẹ ngực bụng, nâng cằm, tư thế con bò. Và thở ra cuộn lưng, tư thế con mèo. Ba lần nữa này, hít vào con bò ha, thở ra con mèo này, cat pose. Hít vào ưỡn nhẹ ngực bụng, nâng cằm, tư thế này sẽ giúp cho cổ xương lưng của bạn linh hoạt ha. Thở ra cuộn tròn cao lưng, ngoài ra nó còn giúp giảm các cơn đau nhức mỏi vùng lưng của các bạn. Lần cuối, hít vào ưỡn nhẹ ngực bụng, nâng cằm, ngước nhìn lên. Và thở ra cuộn tròn cao cổ xương lưng lên trên, rút cao hết ngực lên này. Rồi, thả lỏng lưng của mình. Ok, bây giờ các bạn sẽ chống xuống hai cẳng tay của mình. Rồi, chúng ta sang tư thế nhân sư ha. Các bạn chống trên hai cẳng tay, mở rộng vai và ngực. Và mình giữ ở đây, mình sẽ giãn cột sống lưng của mình ở đây ha. Rồi, các bạn lưu ý là hai cái vai đừng để bị rút xuống và đừng để bị rớt xuống nhé. Ngoài ra là với các bạn nào mà chống trên hai cẳng tay, các bạn cảm thấy đau lưng thì các bạn có thể hạ xuống hai cẳng tay và nằm trên hai cẳng tay của mình. Mình đang hai cẳng tay ha. Còn các bạn nào cảm thấy thoải mái thì mình chống trên hai cẳng tay giúp Nguyên nhé. Rồi, chúng ta giữ ở đây ha. Hít thở đều ở đây. Rồi, lựa chọn 1, các bạn có thể giữ ở đây hoặc các bạn có thể đang cẳng tay và nằm thấp xuống. Lựa chọn 2 nó sẽ khó hơn một xíu và nó sẽ giúp các bạn giãn cột sống lưng hơn một xíu, là mình chống tay rộng sang hai bên, duỗi thẳng tay và vươn căng ngực bụng lên về phía trước như thế này. À, đây là tư thế hai cẩu ha, siêu pose. À, thì ở đây nếu bạn nào thấy thoải mái thì các bạn giữ, không thấy đau lưng thì giữ ha. Còn nếu thấy đau lưng thì các bạn chống xuống hai cẳng tay và hạ thấp lưng xuống giúp Nguyên nhé. Ngoài ra thì các bạn nào vẫn có thể lên cao được cột sống lưng các bạn dẻo, thì các bạn có lựa chọn 3, các bạn tiếp tục thu tay gần về phía người và các bạn tiếp tục vươn căng ngực bụng lên về phía trước và giữ ở đây, mở vai và ngực. Tuy nhiên nếu thấy đau lưng thì các bạn hạ thấp xuống giúp Nguyên nhé, chọn lựa chọn phù hợp với cơ thể các bạn làm ha. 5, hít thở đều. Tư thế này nó sẽ giúp giãn cột sống lưng của bạn, ngoài ra nó sẽ hỗ trợ các bạn rèn luyện cái hơi thở cơ hoành của các bạn ha, rất là tự nhiên và rất là tốt. Hít thở đều, 3, 2, và 1. Rồi, chậm lại, chúng ta sẽ hạ người xuống. Hai tay chống gần ngang ngực của các bạn ha. Đừng chống về sau nhiều quá nhé. Mình sẽ hơi chống về ngang ngực hoặc trước ngực một xíu. Rồi, hít vào, mình sẽ trường ngực bụng về phía trước, nhấc ngực lên, tư thế rắn hổ mang. Mở vai ngực, vừa tay mình áp vào hông của mình một xíu. Hai vai các bạn lưu ý không có nhô hai vai lên, hạ hai vai xuống. Rồi, bạn nào đau lưng hạ thấp xuống giúp Nguyên nha. Còn nếu mà thấy thoải mái thì mình cứ vươn cao lưng lên nhé. Rồi, thở ra nhẹ nhàng, hạ người xuống. Tiếp tục hít vào, mình sẽ đẩy lên tư thế plank, tấm ván này. Đầu lưng mông giữ song song mặt thảm. Rồi, ở đây thở ra các bạn sẽ đẩy hông mông về sau. Chúng ta sang tư thế chó mặt Downward Facing Dog. Rồi các bạn hai chân mở bằng vai này, mình đưa hông mông lên cao về phía sau, duỗi thẳng tay và lưng. Rồi ở đây lưu ý giúp Nguyên, với các bạn nào dây chằng chân cứng hoặc là các bạn chân các bạn hơi bị xa về phía sau nhiều quá thì các bạn bước chân lên một xíu. Ngoài ra nếu căng dây chằng, các bạn có thể co nhẹ gối và nhấc hai gót chân sau lên. Sau đó nếu bị nhấc gót chân thì các bạn nhịp nhẹ gót chân ha, đạp gót chân phải xuống và nhấc gót chân trái, sau đó đổi bên tương tự. Mình sẽ cảm nhận hai dây chằng hai bên được ép giãn. Còn với các bạn nào dây chằng chân dẻo, các bạn cứ đạp gót chân xuống hai bên. 3, hít thở đều, 2, và 1. Hít vào, các bạn về lại tư thế plank, tấm ván. Rồi ở đây thở ra nhẹ nhàng, hạ đầu gối này, co khuỷu tay, hạ ngực cằm sát đất.
Rồi, hít vào trường ngực bụng về phía trước, lên rắn hổ mang, mở vai và căng ngực bụng về phía trước. Thở ra, tiếp tục đưa hông hông lên cao về phía sau, duỗi thẳng tay và lưng hai chân, các bạn mở bằng hai vai. Rồi, co đầu gối, chúng ta bước hai chân về phía hai tay của mình nhé. Hít vào, mình sẽ nâng nửa người lên, kéo dài cột sống lưng của mình về phía trước, lưng các bạn song song với mặt thảm. Nhẹ nhàng thở ra, hãy gập người xuống và giữ ở đây, hít thở đều. Rồi lưu ý với Nguyên, các bạn nào cảm thấy căng dây chằng hoặc thấy căng mỏi nhức lưng, đau lưng thì các bạn co hai đầu gối ha, có thể co nhẹ hoặc co nhiều để mình giảm độ căng của dây chằng cũng như thắt lưng. Và giữ ở đây, giữ đầu thấp hơn tim một chút để máu tuần hoàn về phía đầu của mình. Hít thở đều. Rồi, với các bạn nào mà duỗi thẳng được chân không bị đau lưng thì các bạn cứ duỗi thẳng chân ha. Bạn nào dẻo dây chằng thì các bạn có thể gập sâu người xuống nhé. Rồi, tuyệt đối đừng để đau lưng nha các bạn. Đặc biệt các bạn bị thoái hóa và thoát vị đĩa đệm thì hạn chế là gây áp lực lên vùng thắt lưng. 3. Hít thở đều. 2 và 1. Chậm rãi hít vào, mình vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên trên. Thở ra, chậm tay trước ngực. Hít sâu ở đây và thở chậm. Tiếp tục hít sâu và thở chậm. Rồi bây giờ hít vào, các bạn vươn hai tay lên, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên trên. Thở ra, gập dài người về phía trước, hạ hai tay xuống thảm. Chúng ta cũng có thể co nhẹ đầu gối. Hít vào, các bạn bước dài chân phải về phía sau, hạ đầu gối xuống và chúng ta vươn hai tay lên. Rồi lưu ý giúp Nguyên này, các bạn bước dài chân phải về phía sau ha, lưng thẳng và nhấn cái háng của mình dài về phía trước, tư thế tấn thấp ha. Thở ra, hạ hai tay xuống thảm này. Hít vào, các bạn bước chân về sau, tư thế plank, tấm ván. Thở ra, hạ đầu gối. Các bạn co cửa tay, nhẹ nhàng hạ ngực cằm sát đất. Hít vào, trường lên lại tư thế rắn hổ mang, mở vai và căng ngực bụng của mình về phía trước. Thở ra, tiếp tục đưa hông mông lên cao về phía sau, duỗi thẳng tay và lưng hai chân, các bạn mở bằng hai vai của mình. Sau đó tiếp tục hít vào, các bạn nhấc cao chân phải lên về phía sau. Thở ra, bước dài chân phải về phía trước, hạ đầu gối chân trái xuống. Hít vào, vươn hai tay lên, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình. Thở ra, hạ hai tay xuống thảm. Tiếp tục hít vào, bước chân lên về phía trước, mình nâng nửa người, kéo dài cột sống lưng tới lưng song song mặt thảm. Nhẹ nhàng thở ra, gập người xuống, mình có thể co nhẹ gối nếu thấy đau lưng. Hít vào, vươn hai tay lên, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên. Thở ra, gập dài người về phía trước, hạ hai tay xuống thảm. Hít vào, bước dài chân trái về phía sau, hạ đầu gối, vươn hai tay lên, nhấn cái hàng của mình dài về phía trước. Thở ra, hạ hai tay xuống thảm. Hít vào, mình về plank, tư thế tâm ván. Thở ra, hạ gối, co khuỷu tay, hạ ngực cằm. Hít vào, trường về phía trước, lên tư thế rắn hổ mang, mở vai và căng ngực bụng. Tiếp tục thở ra, mình đẩy về tư thế trở mặt, đưa hông và mông lên cao về phía sau. Tiếp tục hít vào, các bạn sẽ nhấc cao chân trái lên về phía sau. Thở ra, bước dài chân trái về phía trước, hạ đầu gối chân phải. Hít vào, mình vươn hai tay lên, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình. Thở ra, hạ hai tay xuống thảm. Hít vào, các bạn bước chân lên, nâng nửa người,
kéo dài cột sống lưng về phía trước, lưng song song mặt thảm. Thở ra gập người xuống, có thể co nhẹ đầu gối. Hít vào vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên trên, vươn hết người. Thở ra chụm tay trước ngực. Tiếp tục hít sâu và thở chậm. Hít vào mình vươn hai tay lên, vươn kéo giãn dài cột sống lưng. Thở ra gập dài người về phía trước, hạ hai tay xuống thảm. Chúng ta có thể co nhẹ đầu gối. Hít vào bước dài chân phải về phía sau, hạ đầu gối xuống. Các bạn vươn hai tay lên. Rồi các bạn lưu ý ở đây giúp Nguyên này, mình bước dài chân ha, nhấn cái háng của mình dài về phía trước. Ở đây các bạn giữ cho đầu gối và cổ chân trước trên đường thẳng, đứng vuông góc với thảm. Mình rút thu bụng lên để mình bảo vệ vùng lưng dưới. Và vươn dài cột sống lưng, thả lỏng nhẹ hai vai của mình ở đây. Và chúng ta hít thở đều ở đây, tư thế tăng thấp. 5 4 3. Các bạn sẽ cảm nhận vùng khớp háng của mình được ép căng xuống phía dưới. Với các bạn nào đau gối hay đau đùi thì các bạn thu khoảng cách chân lại, hoặc đau lưng cũng vậy nhé. 2 và 1. Các bạn đẩy người về phía sau, duỗi thẳng chân trái của mình về phía trước. Và chúng ta gập người về phía trước. Ở đây, hít thở đều. Rồi các bạn lưu ý giúp Nguyên nè, với các bạn nào mình cảm thấy không chống được tay xuống dưới thảm hoặc mình bị gù lưng thì các bạn có thể chống tay lên hai cục gạch yoga để các bạn hỗ trợ nâng chiều dài của lưng. Tuy nhiên nếu các bạn không có gạch yoga thì cũng không sao hết, các bạn có thể chống ở trên chân của mình để mình cảm nhận dây chằng chân trái được ép căng ở đây. Ngoài ra với các bạn nào mà có xu hướng mình bị đổ hông về phía sau như thế này thì nó sẽ không căng lắm vùng dây chằng, thì các bạn có thể kéo cái gối phải về phía sau và đẩy cái chân trái về phía trước một xíu ha. Sau đó mình chống, nâng người lên và chống tay thì nó sẽ giúp cho các bạn đổ người tới nhiều hơn ha. Nếu hông của mình mà bị đổ về phía sau nhiều quá thì nó sẽ không kéo căng dây chằng của mình. Rồi giữ ở đây, hít thở đều. 3 2 và 1. Rồi các bạn co hai đầu gối này, hạ hai tay xuống thảm. Hít vào mình về lại tư thế plank, tư thế tấm ván. Thở ra này, hạ đầu gối, co cổ tay, hạ ngực cầm. Nhẹ nhàng hít vào trường về phía trước, lên tư thế rắn hổ mang, mở vai. Chúng ta căng ngực bụng về phía trước. Thở ra mình đẩy hông lên cao về phía sau, duỗi thẳng tay và lưng, hai chân mở bằng vai. Nhẹ nhàng ở đây các bạn hít, cho hít vào nhấc cao chân phải lên về phía sau. Thở ra bước chân phải về phía trước. Rồi ở đây các bạn sẽ nhích chân phải ra bên ngoài và tay phải các bạn đưa vào bên trong chân ha. Rồi các bạn nhấc cao đầu gối chân sau, nhấc gót chân sau, đứng ở trên cái mu ở dưới của mình ha. Rồi chống hai tay ngang với cẳng chân phải. Ở đây các bạn sẽ cảm nhận cái háng phải, cái hông phải của mình ép căng ra ngoài, và cái hông trái và háng trái ép căng về phía sau ha. Rồi lựa chọn một, các bạn chống thẳng hai tay và mình giữ ở đây, hít thở đều. Lựa chọn hai nó sẽ khó hơn, nó sẽ ép căng hơn một xíu, các bạn có thể chống xuống hai cẳng tay của mình. Rồi các bạn chọn một trong hai nhé, hít thở đều giữ ở đây. Nguyên sẽ làm lựa chọn chống thẳng tay ha, bạn nào thích thì mình có thể chống xuống cẳng tay. 4 3 hít thở đều. 2 và 1. Rồi hít vào các bạn sẽ nâng người lên, xoay người sang bên trái. Rồi thở ra nhẹ nhàng, hạ người sang bên trái và duỗi thẳng chân phải của mình ha. Rồi nếu như bạn nào mà cảm thấy cái hướng cái bên mà nó hơi ngược thì các bạn chỉ cần nghe cái hướng mà Nguyên đang hướng dẫn ha. Bây giờ thì Nguyên đang duỗi thẳng chân phải của mình nè ha, đang nghiêng người bên trái. Rồi giữ ở đây, hít thở đều. Mình sẽ cảm nhận căng cái vùng cơ đùi sau cũng như là dây chằng chân ở phần chân phải của mình. Ngoài ra các bạn nào cảm thấy hơi khó khi ngồi sát gót chân, các bạn cảm thấy đau, các bạn có thể kê
một cục gạch yoga ở dưới gót chân hoặc là dưới mông của mình. Nếu không có gót chân, nếu không có gạch yoga thì các bạn có thể nhấc gót chân lên và đứng ở trên cái đầu ngón chân như thế này. Đây cũng là một lựa chọn cho các bạn nào thấy không thoải mái ha. Rồi giữ ở đây, mình sẽ cảm nhận căng cái dây chằng ở đây, ép giãn dây chằng ở đây ha. Bạn nào hạ được sát gót chân xuống thì ngồi sát xuống. Rồi lựa chọn 1, các bạn chống tay trên thảm này, hít thở đều. Lựa chọn 2, mình có thể vươn hai tay qua đầu, lưng thẳng. Và lựa chọn 3, các bạn cũng có thể gập người về phía trước để ép căng hết dây chằng chân. Rồi mình chọn cái nào phù hợp với cơ thể mình làm ha. Mình sẽ làm lựa chọn 2. Hít thở đều. 3 2 và 1. Rồi, hít vào, các bạn sẽ nâng người lên trên, xoay về phía trước. Thở ra, mình sẽ duỗi thẳng hai tay. Đây là tư thế chiến binh 2. Các bạn lưu ý giống Nguyên này, bước dài chân ha, mũi chân trái các bạn xoay ra ngoài 90 độ. Mình co đầu gối chân phải xuống. Ở đây, đầu gối và cổ chân trước trên đường thẳng, luôn luôn ở trên đường thẳng, vuông góc mặt thảm ha. Mình xoay mở hai hông ra ngoài ha, hông phải mình mở sang phải, hông trái mình xoay mở về phía sau. Rồi úp lòng bàn tay. Nếu như bạn nào có xu hướng bõm lưng thì các bạn cuộn nhẹ cái xương cụt xuống và rút thu bụng bà để mình không bị bõm và cong lưng dưới nhiều quá nhé. 3, hít thở đều. 2 và 1. Rồi ở đây các bạn sẽ vươn dài người sang bên phải, vươn dài cuộc sống lưng sang bên phải, mình vẫn mở ngực người và hông. Mình sẽ hạ tay phải lên trên gạch hoặc thảm. Bạn nào có gạch yoga thì các bạn có thể chống tay lên gạch và nhấc tay trái lên hai tay trên đường thẳng, buông góc với thảm. Nếu không có gạch yoga, các bạn có thể chống tay xuống thảm. Tuy nhiên lưu ý giúp Nguyên là khi với các bạn nào chống tay xuống thảm thì các bạn không nên úp cái hông và cái bụng xuống để mình có thể hạ thấp tay nhé. Mình đừng úp hông xuống như vậy ha. Mình muốn là xoay mở cái người lên trên như vậy. Khi xoay mở lên, nếu tay mình bị vớ không chống tay được xuống dưới thảm thì mình chống tay trên gạch, hoặc các bạn có thể ôm chân như thế này và nhấc tay trái để mình xoay mở hết ngực người lên. Nó sẽ ép kéo căng và mở hông của mình lên. Ngoài ra nếu vẫn khó, các bạn có thể chống cẳng tay phải lên trên đùi và giữ ở đây. 4, hít thở đều. 3, mình sẽ luôn luôn làm những lựa chọn dễ nhất, tại vì mình thấy rất là nhiều bạn mình không làm được các lựa chọn khó và cũng như là nó an toàn hơn cho các bạn. 2 và 1. Rồi úp người xuống, hạ hai tay xuống thảm. Hít vào, các bạn sẽ bước chân lên về phía trước. Chúng ta nâng nửa người, kéo dài cổ sống lưng về phía trước, lưng của mình song song mặt thảm. Thở ra, nhẹ nhàng gập người xuống nè. Mình có thể co nhẹ đầu gối nếu thấy đau lưng nhé. Rồi tiếp tục hít vào, các bạn vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cổ sống lưng của mình lên. Thở ra, chụm tay trước ngực. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay, vươn kéo giãn dài cổ sống lưng. Thở ra, gập dài người về phía trước, hạ hai tay xuống thảm, có thể co nhẹ gối. Hít vào, bước dài chân trái về phía sau, hạ đầu gối chân xuống, mình vươn hai tay lên. Rồi lưu ý giống Nguyên, bước dài chân những cái háng của mình tới, nếu đau lưng thì thu khoảng cách chân lại ha. Rồi mình rút thu bụng vào để bảo vệ lưng dưới này. Vươn dài cổ sống lưng lên, thả lỏng nhẹ hai vai và mình giữ ở đây. Đầu gối và cổ chân trước các bạn giữ trên đường thẳng, đứng vuông góc với thảm. 4, hít thở đều. 3, 2 và 1. Rồi đưa đẩy cái hông về phía sau, sau đó duỗi thẳng chân phải về phía trước, gập người xuống. Chúng ta sẽ ép căng dây chằng chân phải của mình nhé. Rồi nếu bạn có gạch yoga thì bạn sử dụng gạch, chống tay gạch ở hai bên. Còn nếu không có thì các bạn chống tay lên trên chân của mình để mình ép căng dây chằng chân phải. Ngoài ra nếu hông các bạn mà có xu hướng đổ về phía sau cái gối trái nhiều quá thì các bạn kéo cái gối trái về phía sau hông một xíu, đẩy cái chân phải tới ha. Sau đó mình nâng người lên, tiếp tục gập người tới. Chống tay được xuống dưới thảm thì gập xuống ha. Hít thở đều nè. 4, lưu ý là đừng gù và cong lưng nhiều quá, các bạn sẽ dễ bị đau mỏi vùng thắt lưng. 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng co đầu gối,
hạ hai tay xuống thảm, hít vào về plank, tư thế tâm ván. Thở ra hạ đầu gối này, co khuỷu tay, hạ ngực cằm. Nhẹ nhàng hít vào trường về phía trước, lên rắn hổ mang, mở vai, chúng ta căng hết ngực bụng về phía trước. Thở ra các bạn đẩy hông lên cao, về phía sau, tiến chúng ta sang tư thế chó mặt. Tiếp tục hít vào, các bạn nhấc chân trái lên về phía sau. Thở ra bước dài chân trái của mình về phía trước. Rồi nhích chân trái ra ngoài và tay trái vào trong. Nhấc cao đầu gối chân sau và có thể nhấc gót chân sau lên để cho nó dễ hơn nha các bạn. Chống hai tay ngang cẳng chân của mình. Rồi lựa chọn một, các bạn chống thẳng tay, hít thở đều và giữ ở đây. Lựa chọn hai, các bạn có thể chống xuống cẳng tay và giữ ở đây ha. Rồi chọn một trong hai và giữ lại. 5. Hít thở đều. 4. 3. 2. Và 1. Rồi rất tốt. Hít vào, các bạn nâng người lên, đứng thẳng lên. Xoay người sang bên phải. Nhẹ nhàng thở ra, các bạn hạ người sang bên phải giống nguyên này. Duỗi thẳng chân trái của mình. Rồi chúng ta xoay tư thế xoay một bên ha, split squat. Rồi lưu ý ở đây, bạn nào không ngồi sát được gót chân phải hoặc thấy đau dây chằng quá, các bạn có thể kê một cục gạch yoga ở dưới gót chân hoặc mông để ngồi, hoặc các bạn có thể đứng ở trên các đầu ngón chân của mình và nhấc gót chân sau ha. Rồi chọn một trong hai nhé. Hít thở đều. Nguyên biết là rất nhiều bạn không ngồi sát được gót chân thì không sao hết, luôn luôn có lựa chọn phù hợp cho các bạn. Ngoài ra thì bạn nào mà cũng không ngồi sát được thấp xuống thì các bạn có thể giữ ở trên như thế này, nó cũng là một lựa chọn dành cho các bạn nhé. Rồi giữ ở đây. 3 2 và 1. Rồi hít vào, các bạn nâng người lên, xoay về phía trước. Thở ra, tư thế chiến binh 2. Rồi bây giờ này các bạn co đầu gối chân trái xuống về phía trước theo hướng thảm ha. Còn mũi chân phải đằng sau các bạn xoay ra ngoài vuông góc và mở hai hông ra ngoài này, úp lòng bàn tay. Chúng ta nhìn theo hướng nhìn theo hướng tay trái nhé. 4, hít thở đều. 3, 2 và 1. Rồi vươn dài người sang bên trái. Các bạn hạ tay trái lên trên thảm, hoặc nếu mình không hạ tay được trên thảm, hạ tay trên cục gạch yoga. Hoặc các bạn có thể ôm chân trái, hoặc các bạn có thể chống cẳng tay trên đùi. Rồi lưu ý xoay mở bụng ngực, người lườn và hông phải về phía trần. Mình không có úp người xuống đất để hạ thấp người quá nhé. Mình vươn xoay mở người lên. Rồi giữ ở đây. Lần này mình sẽ làm lựa chọn ôm trên chân cho các bạn nào mình không chấm tay được xuống dưới thảm. 3 2 1 Rồi úp người xuống, hạ hai tay xuống dưới thảm. Hít vào, bước chân sau lên. Chúng ta nâng nửa người, kéo dài cột sống lưng về phía trước. Lưng của chúng ta song song mặt thảm. Nhẹ nhàng thở ra, gập người xuống. Có thể co nhẹ đầu gối. Hít vào, các bạn vươn hai tay lên. Vươn kéo giãn dài cột sống lưng của mình lên trên. Thở ra, chụm tay trước ngực. Hít sâu. Thở chậm. Rồi, tiếp tục ở đây, hít vào co đầu gối. Chúng ta nâng hai tay lên, tư thế chiếc ghế. Chair pose. Rồi các bạn đẩy hông mông về phía sau một xíu này ha. Rồi hai đầu gối thì các bạn có thể chụm hoặc là không chụm cũng được, miễn là các bạn cảm thấy thoải mái. Đẩy hông mông về sau, hai tay về phía trước, đổ người về phía trước 45 độ. Bạn nào bị võng lưng thì nhớ cuộn xương cụp xuống để giữ lưng thẳng. Rồi giữ này. 4 3 2 và 1. Gập người xuống, hạ hai tay xuống thảm. Có thể co gối nơi đau lưng ha. Rồi co đầu gối, hít vào, các bạn bước hai chân về sau, tư thế plank tấm ván. Nhẹ nhàng này, thở ra hạ đầu gối, co khuỷu tay, hạ ngực cằm.
Hít vào trường về phía trước, lên tư thế rắn hổ mang, mở vai và căng ngực bụng về phía trước. Thở ra, đẩy hông mông lên cao về phía sau, duỗi thẳng tay và lưng, hai chân. Các bạn mở bằng hai vai. Rồi ở đây này, hít vào, các bạn sẽ nhấc chân phải lên về phía sau. Thở ra, bước dài chân phải của mình về phía trước. Rồi chúng ta vươn hai tay lên, tư thế chiến binh 1, Warrior 1, vươn hai tay. Rồi các bạn co đầu gối chân phải và mình đạp sát gót chân trái xuống về phía thảm. Hai hông của các bạn sẽ xoay hướng về phía trước. Mình không có xoay mở hông ha, mình xoay hướng hông về phía trước. Gót chân trái đằng sau các bạn xoay vào trong khoảng 45 độ. Và co đầu gối chân phải ha, duỗi thẳng chân, vươn hai tay lên. Hít thở đều, 4, 3, 2 và 1. Rồi mình xoay người sang bên trái này. Tư thế chiến binh 2, các bạn xoay mũi chân trái ra ngoài, co đầu gối chân phải xuống. Ha, bước dài chân ra một xíu và mình xoay mở khớp hông hai bên ra. Úp lòng bàn tay, nhìn đâu hơn, tay phải của mình. Hít thở đều đây, 4, 3, 2 và 1. Ở đây các bạn giữ tay, hít vào mình duỗi thẳng chân phải của mình ra. Rồi giữ lưng thẳng, mình đẩy vươn dài cột sống lưng sang bên phải trước. Thở ra, các bạn hạ tay phải và nhấc tay trái lên. Rồi lưu ý nguyên tay phải các bạn có thể đặt trên chân. Nếu có gạch yoga các bạn cũng có thể đặt tay trên gạch yoga. Mình xoay mở bụng, ngực người lườn và hông trái về phía trần ha. Các bạn không lưu ý mình là đừng cố úp người xuống để hạ thấp cái tay phải xuống quá nha. Giống như tư thế hồi nãy, mình xoay mở cái người và xoay mở cái hông lên, hướng người lên trên. Giữ ở đây, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, các bạn nâng người lên. Các bạn co nhẹ đầu gối chân phải. Thở ra này, các bạn đứng lên trên chân phải và mình nhấc chân trái lên nhẹ nhàng. Chúng ta sang tư thế nửa vầng trăng, Half Moon Pose. Ở đây thăng bằng trên chân phải. Và lưu ý giống như bạn nào mà cảm thấy khó, mình không thăng bằng được, nếu các bạn có gạch yoga các bạn có thể chống tay trên gạch yoga ở phía trước để hỗ trợ. Và nếu bạn không có gạch yoga thì các bạn sẽ chống tay trên chân và tay còn lại các bạn đặt trên hông. Đặc biệt là với các bạn nào mà khó giữ thăng bằng thì các bạn không cần đổ người thấp quá. Còn nếu bạn nào thăng bằng tốt thì các bạn cứ thoải mái hạ tay, hạ chân, hạ tay và nhấc chân sau. 3, 2 và 1. Các bạn hạ chân trái xuống, úp người xuống, hạ hai tay xuống. Hít vào, mình về tư thế plank, tấm ván. Thở ra, các bạn hạ hai đầu gối. Chúng ta hạ hông mông về phía sau, duỗi thẳng hai tay về phía trước. Mình sang tư thế em bé, child pose. Mình thả lỏng và thư giãn ở đây trong một vài nhịp đếm. 5, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi, nâng người lên. Chúng ta tiếp tục flow bên trái này. Hít vào, mình lên lại plank, tư thế tấm ván. Thở ra này, hạ đầu gối. Chúng ta co khuỷu tay, hạ ngực cằm. Hít vào, trường về phía trước, lên rắn hổ mang, mở vai. Mình căng ngực bụng về phía trước. Thở ra, mình đưa hông mông lên cao về phía sau, về lại tư thế chó mặt Downward Facing Dog. Tiếp tục này, các bạn hít vào, nhấc cao chân trái lên về phía sau. Thở ra, bước dài chân trái về phía trước. Mình lên tư thế chiến binh 1, Warrior 1, vươn hai tay lên. Rồi tương tự như bên phải, các bạn co đầu gối chân trái, đầu gối cổ chân trên đường thẳng vuông góc với thảm. Các bạn sẽ đạp sát gót chân phải ở phía sau về phía thảm ha. Mình vươn hai tay ở đây. Rồi giữ ở đây này, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1.
xoay người sang bên phải và xoay mũi chân phải ra ngoài. Chúng ta sang tư thế chứng minh hai bước dài chân ra, mình mở hai hông, co đầu gối chân trái xuống, úp hai lòng bàn tay nhìn ra hướng tay trái và mình hít thở đều ở đây. Hít thở đều này, 5 4 3 2 1. Rồi, hít vào các bạn duỗi thẳng chân trái ra giúp Nguyên. Giữ cho lưng thẳng, mình vươn dài cột sống lưng sang bên trái, nhẹ nhàng thở ra hạ tay trái lên trên chân hoặc lên trên gạch, nhấc tay phải và xoay mở ngực người lên. Tư thế tam giác Triangle Pose. Lưu ý là không úp cái vùng hông và ngực phải xuống mặt thảm nha. Mình xoay ngược, mở người rồi hít chặt. 3 2 và 1. Rồi, các bạn hít vào nâng người lên lại. Ở đây, nhẹ nhàng thở ra các bạn co đầu gối chân trái. Mình nhẹ nhàng nhấc chân phải lên, đổ người về phía trước. Chúng ta sang tư thế nửa vầng trăng, Half Moon Pose, thăng bằng trên chân trái. Rồi, bạn nào thấy khó, các bạn có thể chống tay trái trên gạch yoga. Hoặc các bạn có thể chống tay trên chân và hạ thấp chân phải xuống, đặc biệt với các bạn nào mà cảm thấy khó thăng bằng ha. Rồi, giữ ở đây ha, hít thở đều. Lần này Nguyên sẽ làm lựa chọn trên gạch yoga. Nếu sau này các bạn có gạch yoga thì các bạn có thể sử dụng. 3. Các bạn lưu ý là nhìn thẳng xuống một điểm ở dưới đất và giữ điểm nhìn lại, nó sẽ giúp các bạn thăng bằng tốt hơn. Và hít thở đều. 2 và 1. Rồi, chúng ta hạ tay chân xuống mặt thảm này. Hít vào, mình về lại tư thế plank, tấm ván. Thở ra, hạ đầu gối, co khuỷu tay, hạ ngực cằm sát đất. Rồi, nhẹ nhàng hít vào, trường về phía trước, lên tư thế rắn hổ mang. Thở ra, mình đẩy về sau, tư thế chó mặt. Nhẹ nhàng hạ hai đầu gối xuống và hạ hông về phía sau, duỗi thẳng tay về phía trước, tư thế em bé Child Pose. Rồi, thả lỏng và thư giãn ở đây. Hít thở đều. 5 4 3 2 1. Rồi, các bạn nâng người lên giúp Nguyên này. Rồi, tư thế tiếp theo mình sẽ sang tư thế con ếch. Thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ ngồi xổm lên giúp Nguyên. Ngồi xổm lên, hay giống như các bạn squat á, ngồi xổm. Rồi, sau đó các bạn sẽ hạ hai đầu gối xuống như thế này. Nguyên sẽ xoay ngang ở đoạn này để cho các bạn dễ thấy. Rồi, hạ hai đầu gối, tách mở rộng hai đầu gối ra ngoài. Rồi, mình sẽ cảm nhận căng cái vùng cơ háng và cơ đùi trong. Các bạn lưu ý là cái gối của bạn và cái hông của bạn nó sẽ ngang ngang nhau nhé. Rất là nhiều bạn hay bị đẩy hông về phía trước như thế này thì các bạn sẽ rất là khó để có thể vào được cái vùng cơ háng và cơ đùi trong mà mình đang cần tập. Các bạn đẩy cái người về phía trước, chống tay về phía trước để cái phần hông và gối ngang nhau. Sau đó tách mở rộng gối ra hai bên, nó sẽ vào cái vùng cơ háng và cơ đùi trong. Mở rộng hết mức hoặc dùng tay của bạn nhích gối mở rộng ra ngoài đến khi nào các bạn cảm nhận được độ căng. Rồi, giữ ở đây ha. Bạn nào nếu thấy đau lưng thì chống xuống hai cẳng tay và hít thở đều ở đây. Rồi, hít sâu và thở chậm. 5 4 3 2 và 1. Rồi, các bạn thu đầu gối lại. Bạn nào thích thì các bạn vẫn có thể giữ lâu hơn nha. Nó sẽ rất là tốt để mình mở và tăng cái độ linh hoạt của khớp háng của mình với động tác đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ ngồi và các bạn mở hai chân. Mình sẽ làm tư thế xoạc ngang một xíu. Đừng căng thẳng quá nếu như bạn ghét các động tác ép dẻo ha. Mình sẽ hướng dẫn rất là nhẹ nhàng. Rồi, thì với cái tư thế xoạc ngang này, một cái hướng dẫn dành cho các bạn là với các bạn nào mà các bạn ngồi và mở rộng chân, các bạn cảm thấy các bạn không gặp được người về phía trước, hoặc các bạn có xu hướng bị đổ người về phía sau, bị cong lưng về phía sau, đặc biệt các bạn mà dây chằng chân cứng hoặc các bạn có bị co gối như thế này, thì lưu ý là đầu tiên luôn luôn là các bạn thu hẹp chân vào trong ha, đừng cố mở rộng chân quá ha. Rồi ngoài ra nó sẽ dễ hơn cho các bạn là những các bạn nào mà dây chằng chân cứng thì các bạn nên tập ở tư thế đứng như thế này.
nó sẽ giúp cho các bạn dễ gặp người về phía trước hơn. Nó sẽ vào cái động tác, vào cái vùng cơ các bạn cần làm, và các bạn chỉ cần hạ người về phía trước như thế này ha, để thì nó sẽ vào. Hoặc các bạn có thể mở rộng chân ra nữa nếu các bạn muốn, ok không? Rồi, đó là lựa chọn dễ nhất, là các bạn tập tư thế đứng. Lựa chọn thứ hai, sau này nếu các bạn nào mà có gạch yoga, hoặc nếu bạn nào có gạch yoga thì các bạn có thể ngồi lên trên gạch yoga hoặc một cái bục để nâng độ cao của hông lên ha. Thì khi các bạn đứng thì hông cao nhất, khi ngồi lên gạch hoặc là hông lên như này thì nó sẽ dễ cho các bạn gặp người về phía trước hơn. Rồi, thì đó là lưu ý dành cho các bạn nhé. Rồi, lưng thẳng ở đây nè. Rồi, nhẹ nhàng hít vào, các bạn đưa hai tay sang ngang. Thở ra này, nghiêng người sang bên phải, tay phải xuôi chân phải, xoay mở ngực người và kéo căng lưng trái của bạn sang. Hít vào về lại giữa. Thở ra nghiêng người sang trái, kéo căng lưng phải. Rồi, hít vào về lại giữa. Thở ra nghiêng người sang phải và kéo căng lưng trái. Rồi, các bạn giữ ở đây này. Rồi, lưu ý giống Nguyên ha, mình sẽ cảm nhận căng dây chằng chân phải này và căng lưng trái của mình, và giữ hít thở đều. Các bạn nào mà tập ở tư thế đứng và gặp người về phía trước thì các bạn không cần phải nghiêng người sang bên, mà các bạn chỉ cần gặp người về phía trước để ép căng dây chằng hai bên thôi nhé. 3, 2 và 1, hít vào về lại giữa. Nhẹ nhàng thở ra nghiêng người sang trái, kéo căng lưng phải. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào về lại giữa. Thở ra gặp người về phía trước. Và chúng ta sẽ nhẹ nhàng gặp tới và hít thở đều ở đây. Rồi, lưu ý Nguyên, bạn nào thấy đau, các bạn không gặp được người sâu thì các bạn giữ ở trên và thả lỏng và thư giãn ha, chứ đừng có cố gặp người sâu và đau quá thì nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất khó chịu. Ngoài ra nó gây siết cơ của các bạn thì mình sẽ không có ép dẻo được ha. Rồi, thở đều ở đây nè, hít sâu và thở chậm, thả lỏng và thư giãn ở đây. 4 3, hít sâu, thở chậm. 2 và 1. Rồi, các bạn nâng người lên. Ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xoay người sang, duỗi thẳng hai chân của mình, lắc nhẹ hai chân để mình thả lỏng và thư giãn ở đây. Sau đó nhịp nhẹ nhàng chân lên xuống và thả lỏng dây chằng chân. Rồi, các bạn sẽ co đầu gối. Mình lấy hai tay ôm cuộn tròn hai đầu gối về phía người như thế này. Các bạn có thể nằm yên tại chỗ ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể lăn nhẹ người về trước về sau, sang phải sang trái, để mình thả lỏng cột sống lưng cũng như thắt lưng. Hít thở đều. Rồi sau đó các bạn sẽ duỗi thẳng chân trái về phía trước, sát đất, co gối chân phải về phía ngực. Rồi nhẹ nhàng ở đây các bạn hạ đầu gối chân phải sang bên trái, dùng cái tay trái mình giữ đè gối phải sang, và mình đưa tay phải sang hướng ngược lại, vặn người sang hướng ngược lại. Rồi sau đó mình sẽ đổi bên, duỗi thẳng chân phải về phía trước, co chân trái về phía ngực, hạ gối trái sang và vặn người sang hướng ngược lại. Rồi, đưa người trở về. Duỗi thẳng tay chân. Rồi, nằm thoải mái ở tư thế Savasana, mình nằm thả lỏng và thư giãn cơ thể. Ở đây, tay xuôi hông, thả lỏng tay vai. Rồi, nhắm mắt lại này. Và chúng ta hít thở đều ở đây. Hít sâu và thở chậm. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Từ cái đầu ngón chân đi lên tới vùng đỉnh đầu của mình.
ba nhịp thở nữa này, hít sâu, thở chậm, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình, hít sâu, thở chậm. Một lần nữa hít sâu, thở chậm, hít thở đều. Và các bạn nào mà muốn tiếp tục nằm thả lỏng và thư giãn ở đây, các bạn cứ nằm thả lỏng và thư giãn cơ thể ở đây để các bạn cảm thấy thoải mái ha. Còn với các bạn nào đã sẵn sàng kết thúc bài thì các bạn co nhẹ đầu gối và mình sẽ nghiêng người sang và chống tay ngồi dậy. Như vậy là Nguyên đã hướng dẫn xong các bạn một bài tập dài 60 phút giúp ép dẻo toàn thân, giúp kéo giãn toàn thân. Nguyên hy vọng là các bạn đã thích bài tập vừa rồi. Nếu bạn thích video này thì các bạn hãy bấm nút like ủng hộ công sức làm video này của Nguyên. Nguyên sẽ rất là cảm ơn và trân trọng. Ngoài ra thì hãy nhớ bấm theo dõi đăng ký kênh của Nguyên. Nguyên còn rất là nhiều video khác trên kênh của Nguyên Yoga. Các bạn hãy ghé xem và tập luyện cùng Nguyên nhé. Ok, nếu có bất kỳ yêu cầu video hoặc là câu hỏi nào thì hãy để lại dưới phần comment. Nguyên sẽ đọc hết và trả lời cũng như là làm video theo yêu cầu của các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp ở video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.